Xin chào cả nhà đã đến buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai ngày hôm nay. Dạ em chào bác sĩ, à, em chào Linh. Chị Nga ạ. Dạ, chào chị Nga. Dạ, bác sĩ ơi thì không biết là hôm nay chị Nga đang điều trị về liệu trình gì vậy chị bác ha? Và hôm nay là chị Nga đã là buổi thứ 3 trong cái liệu trình mà Super Nano Collagen bên mình đó em. Thì chị Nga ơi thì không biết là sau 3 buổi mình điều trị cái Super Nano Collagen bên em á thì chị thấy cái hiệu quả như thế nào chị? Mình thấy về là chị thấy là cái da mình nó căng. Dạ. Căng rõ rệt nha. Dạ. Da mình thì cái lỗ chân lông, lông của nó đó nó hẹp lại, nó nhỏ lại đó. Dạ. Nên mình cảm thấy da mình nó mịn màng hơn. Dạ. Nói chung là da mình thấy sáng, bóng, tươi trẻ. Dạ. Ở đây là thấy da mình bóng quá trời, mới 3 buổi mà bóng đẹp quá ạ. Thì thấy cái tình trạng da của mình so với buổi đầu tiên đó là cái phần da của chị nó sáng hơn rất là nhiều đúng không rồi, chị? Đúng rồi. Dạ, cái phần ở đây rõ hơn nữa là cái da chị nó đang khỏe hơn rất là nhiều ạ. Thì bác sĩ ơi, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái liệu trình của chị Nga đang làm được không ạ? Liệu trình của chị Nga đang làm là cái Super Nano Collagen. Super Nano Collagen và hiện tại là buổi thứ 3. Thì cái liệu trình của chị, tại sao lại 3 buổi? Bởi vì cái buổi đầu tiên chị đến với mình là làn da không được khỏe. Làn da lộ rõ rất nhiều ma mạch. Thứ hai là nhăn nhiều, nếp nhăn li ti. Nhăn nhiều phía đôi mắt này. Nhăn nhiều ở phía vùng mà cử động này. Thứ hai nữa là lỗ chân lông rất là to, nó không được sáng da nữa, không được đều màu da nữa. Cho nên là cái liệu trình Nano Collagen giúp cho chị cải thiện được rất là nhiều những tác dụng của nó là căng bóng hơn, có nhiều sức sống hơn vì nó tăng sinh hơn 200% collagen. Thứ hai nữa là tăng sinh cả các gốc tự do nữa cho chị nữa, xóa nhăn cho chị, bớt nhăn cho chị cái vùng nhăn li ti này, căng bóng hơn nhiều và da chị khỏe hơn. Và hôm nay là cái buổi thứ 3 rồi. Nhưng mà mọi người đã thấy đấy, là sau cái 2 buổi rồi là cái kết quả mình nhận được là chị cảm thấy rất là hài lòng đúng không chị? Đúng rồi, rất là hài lòng luôn. Thì Nga ơi thì không biết là trong quá trình mình làm á, mình có thấy đau không chị ha? Nói chung á, mình mới đầu thì mình cũng sợ, rất là sợ đau. Mà dạ. Làm đẹp lúc nào cũng sợ đau hết. Nhưng mà khi làm xong thì mình thấy mình yên tâm, thấy không có đau. Dạ. Cảm giác nó không có sợ. Yeah. Chị Nga là một người rất là nhát đau. Đúng mà rồi, mà mình đó. Còn đi được cái liệu trình của bọn em là rất là dài đúng không chị? Đúng rồi. Yeah. Thì chị Nga không biết là sau 3 lần mình làm về đó, chị có được ai khen nhiều không? Nói chuyện khen thì phải có chứ, tại dạ. Vì mình thấy mình mà cảm nhận được, mình thấy là mình đẹp rõ ràng lên mà mình thấy mà. Đó, bữa đi uống cà phê với bạn bè đó. Dạ. Rồi mấy đứa bạn ấy, nó nói cấp này á thấy trẻ đẹp đó nha, da thấy căng sáng đó, dạ. Có làm gì không? Dạ. Mình nói là có, mình đến BB Thanh Mai đó làm đẹp. Thì bây giờ đó thì được cải thiện rõ ràng luôn, mà cũng có dắt một người bạn đến làm nữa rồi. Dạ đúng rồi. Hôm em có nghe các bạn chia sẻ là chị có dắt bạn tới đây làm và bạn mình hôm nay làm hình như chắc được buổi thứ 2 rồi đó ạ. Đúng rồi. Dạ thì bây giờ em xin phép mời bác sĩ cũng như là mời chị Nga mình tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ em mời chị ạ. Sau 3 buổi làm thì da của chị Nga đã căng bóng, trẻ khỏe cũng như là giúp da của mình nó sáng lên rất là nhiều. Cả nhà mình hãy gọi vào số điện thoại 1800 6617 hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.